Hello, xin chào các anh em. Hôm nay mình đi tham dự một buổi một cuộc thi gọi là cắt tỉa lông chó grooming của Việt Nam. Hôm nay tập trung rất là nhiều cao thủ luôn. Chuẩn bị toàn là cao thủ. À vâng, hùng chó channel. Hôm nay hàng cám bờ dí của anh Vinh, Lê Quang Vinh. Chó channel, chó channel.
首先是 WGA 主席郝凤梅女士，主席兼会 WGA 兼总导吴碧华，马林好。WGA 裁判来自台湾的苏文胜先生，总导刘杰来自台湾，乃我多方平。WGA 助理裁判孔伟峰先生，这里就在安可吴碧芳。WGA 助理裁判牛金龙先生，这里就在安牛金龙。本次赛事的承办单位越南 Kimi 宠物美容培训学校负责人阮垂林女士，và hôm nay đơn vị danh thiền đứng ra tham gia tổ chức cuộc thi Kimi Pet thế giới thú cưng đại diện cô Nguyễn Thiên Linh。本场的赞助单位 TAA 宠物美容剪刀公司负责人郑小华先生。xin giới thiệu công ty TA đến từ Trung Quốc chuyên cung cấp các loại kéo các phục vụ cho ngành thẩm mỹ thú cưng ông Đặng Kiều Hoa. 来自韩国的复兴 Group 公司代表人 Mr. J. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fusion Group ngài Mr. J.